Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Vì một lý do nào đó các bạn đặt mật khẩu cho con máy của mình nhưng không may các bạn bị quên. Các bạn không thể mở được máy ra hoặc các bạn nhặt được một con máy nhưng nó cũng đặt mật khẩu các bạn cũng không thể mở được. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách có thể mở được con khóa. Cách có thể mở khóa được con máy này tại nhà mà các bạn không phải đem ra tiệm nhé. Bằng cách reset phím cứng. Và bây giờ mình sẽ thực hiện luôn con máy này để các bạn xem nhé. Thì đầu tiên các bạn là tắt nguồn này cho mình. Thì tắt nguồn này các bạn giữ phím nguồn cho tắt nguồn đi này. Các bạn vuốt xuống tắt nguồn này. Tiếp theo các bạn giữ đồng thời cho mình phím nguồn và phím giảm âm lượng. Giữ đến khi bao giờ con máy rung một cái thì các bạn bỏ phím nguồn ra. Và các bạn giữ cho mình cái phím giảm âm lượng. Các bạn cứ giữ ở đấy. Sau khi cái giao diện này hiện lên này thì các bạn chọn cho mình là ngôn ngữ tiếng Anh nhé. Ở đây nó không có ngôn ngữ tiếng Việt các bạn ạ. Đây, chọn ngôn ngữ tiếng Anh này. Tiếp theo các bạn chọn dòng thứ ba cho mình nhé. Wipe data, tức là xóa dữ liệu nhé. Tiếp theo các bạn chọn format data nhé. Và các bạn nhập cho mình là 3029 vào này. Và nó hỏi các bạn là có format không này, thì các bạn chọn format này. Đó, và các bạn chờ. Sau đó các bạn ấn OK nhá. Đó, và các bạn chọn reboot máy này. Máy khởi động lại. Các bạn phải chờ cái máy này nó khởi động chắc phải 5-7 phút các bạn nhá. Đây, sau khi nó khởi động xong nó sẽ hiện lên cái bảng này nhá. Thì cái đoạn này thì mình sẽ là làm rất nhanh nhá. Bởi vì trong cái video lần trước mình đã chia sẻ cái cách reset máy ở trên phần mềm mình nhá. Đây, tiếp theo này. Tiếp theo này. Thỏa thuận này. Tiếp theo này. Sử dụng dữ liệu bỏ này. Tiếp theo này. Kết nối wifi này. Nhập mật khẩu này. OK này. Bỏ qua này. Tiếp theo này. Đấy, nó kiểm tra một chút. Sau khi cái bảng thông báo này hiện lên thì các bạn ấn tiếp theo này. À, xin lỗi các bạn. Sau khi cái bảng này hiện lên thì nó hỏi là sao chép ứng dụng và dữ liệu thì mình bỏ qua này. Tiếp theo nó bắt đăng nhập email hoặc là tạo email mình bỏ qua này. Vẫn bỏ qua này. Đây các bạn sử dụng vị trí hay không tùy các bạn này. Mình tắt đi nó nhanh này. Xem thêm này. Chấp nhận này. Đây nó hỏi các bạn là thêm mật khẩu và dấu vân tay. Thì mình nhấn vào sau. Sau. Tự động cập nhật qua đêm thì các bạn cũng bỏ đi. Tiếp theo này. Nhập dữ liệu cũ này, bỏ đi. Tiếp theo này. Đây nó hỏi các bạn có tải cái app này vào không nhé. Thì các bạn bỏ qua luôn đi. Đó, thế là nó đã OK đấy các bạn ạ. Đây là bản Windows 11 nhé. À xin lỗi các bạn. Đây là bản Android 11 nhé. Và các bạn ấn bắt đầu này. Đó là như vậy, chỉ với khoảng 5-7-10 phút các bạn xem cái video này của mình, các bạn có thể là thao tác là phá được luôn mật khẩu con Oppo Reno 2 này tại nhà mà không phải mang ra quán xá, nó vừa mất thời gian vừa mất kinh tế nhá. Thì video chia sẻ của mình đến đây kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhá. Thì các bạn lướt qua video thì hãy cho mình một like, một sub nhá, bởi vì nó hoàn toàn miễn phí các bạn nhá.